lần để mình xem là mình có thể tự mình đi pha một ly cà phê cho mình như thế nào. Và hôm nay mình pha cà phê rất là nhiều lần nhưng mà chưa biết hôm nay mình biết là chỉ 92 độ ở nhà, nhiều khi mình chỉ để 80 mấy độ hay là thậm chí 100 mấy chục độ thì cái cà phê như chị Hương nói là sẽ bị đắng và thứ gì đó chát ấy. Đó. Nhiệt độ mà dưới là dưới 90 độ thì có khả năng là. Vâng, thì em rất là mong muốn là mỗi một anh em ra đều có thể tương tác và để hướng, chứ không phải chỉ ta chỉ nhìn chị Hương làm. Chị Hương làm thì có đơn giản. Đầu tiên của cà phê thì có nhiều người lắm. Việt Nam mình có nhiều người, người ta có thể có những người là người ta cho nước vào bên dưới này, nó ủ chân cà phê. Nhưng mà và cái phương pháp đó thì nó không có gì sai cả, nó chỉ là một lựa chọn phương pháp pha thôi. Nhưng mà nếu ở trên thế giới thì họ sẽ thích khi làm như vậy, bởi vì việc mặt nguyên tắc là cột cà phê ở đây, nếu mình cho nước ở đây thì những cái hạt, cái nước nó sẽ thấm hút lên như này, và thấm hút lên thì cà phê nó sẽ nở ra, và trong quá trình nở ra thì nó vô hình trong một ít tất lỗ này, nó dễ là gây tắc dòng. Mà khi gây tắc dòng tức là cà phê nó sẽ đọng ở đây rất lâu, và như thế thì lâu hơn cái thời gian có thể có khả năng dẫn đến cái vị không chắc hơn. Vừa rồi chúng tôi vừa mới để cái năng cố bất tình để cho 3 cái ly này nó có thời gian ủ khoảng gần 1 phút. Vì sao lại 1 phút? Vì mình muốn là cái cà phê nó có một lần. Và nếu ở nhà các anh chị pha và các anh chị muốn nó loãng thôi, nó nhạt thôi, nó phù hợp với mình, ví dụ như là buổi chiều rồi chẳng hạn, mình không muốn uống cà phê quá đậm thì mình có thể hoàn toàn là rút cái thời gian ngủ thêm một tí. Và cái ly này thì Hương đang pha nhiều nước hơn, cái ly này Hương sẽ pha ít nước hơn một tí, bởi vì nếu mình sẽ có thể là mình sẽ thử một chút nhá, xem là khi mà cái nước nó nhiều và nước nó ít thì có ảnh hưởng đến cái hương vị cuối cùng như thế nào. Đó, cái ly này Hương sẽ đặc biệt là ít hơn một xíu ạ. Đây là bên này thì em đang pha bằng cà phê khoai robusta. Cà phê này là một trong là cà phê đạt giải thưởng năm nay và mới nhất năm nay của Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Rất xin lỗi là rất mong muốn được mang đến cái dòng cà phê giải nhất, giải hai ở đây. Nhưng mà hiện tại là bây giờ tất cả Hiệp hội đang giữ lại để chuẩn bị cho cái buổi marketing của PR. Nên em phải xin tỏ với phải kiếm thì mới mới có được cái cà phê ngày hôm nay để giới thiệu cho anh chị. Còn bên này thì bọn em có chuẩn bị một vài cái dòng cà phê là cà phê Carabica đến từ vùng Karate của Việt Nam và đến từ Sơn La. Và hai cái này cà phê Rô và Cam có hương vị nó khác biệt nhau. Sau khi mà em đổ nước thứ hai thì thông thường thì cà phê sẽ rơi xuống theo cái phương pháp pha là drip, là sẽ nhỏ giọt xuống. Thì khi nhỏ giọt xuống thì vào khoảng độ 2 phút thì cà phê sẽ chảy hết cái lượng nước ở trên xuống. Và bởi vì đây là phương pháp kim tờ gốc nên là nước sẽ chiết xuất qua bộ cà phê và rơi xuống dưới. Và đạt mình sẽ có thể tìm được là cái tinh chất cà phê. Nhiều người mình, thế hệ trước của chúng ta có rất là nhiều người thấy cái này vẫn còn vị, đã đổ thêm nước. Nhưng tí nữa em sẽ chứng minh cho các anh chị là vì sao khi mình đổ thêm một lần nước nữa cái vị nó sẽ không bị nhạt, nó khác như thế nào, và mình nên sau này mình pha cà phê mình nên như thế nào. Và em gọi đây là quá trình lấy cốt cà phê, là mình sẽ dùng một lượng nước tinh túy nhất của cà phê ở giai đoạn đầu nha. Bây giờ nếu như mình cho thêm nước ở đây nữa thì cái giai đoạn hai này cái vị cà phê nó sẽ khác. Nếu là được thì sẽ xin phép mời anh chị lên thử. Anh chị có thể lên thử cái mùi cà phê ạ. Anh ngửi cái hương đi, nó sẽ khác. Em vẫn dành 2 ly cà phê ở đây và còn nhiều hơn nữa. Anh lên thử cái hương của cái hộp pha xay. Anh ngửi cái hương. Cây cà phê nếu mà trên 1.000 m² là bắt đầu xuất hiện hương hoa, còn dưới 1.000 m² thì nó là những cái hương trái cây, nó giống như trà, nghĩa là phải từ 1.000 m² trở lên là bắt đầu xuất hiện hương hoa. Nhưng mà nó rất là nhẹ, rất là tinh tế, gọi là cái nhóm hương thuộc về hoa thôi.
cái này đang là hương hoa ha. Đúng rồi, nó có hương hoa đó. Càng có biết hương hoa không? Đúng không? Nó có hương hoa đúng không? Còn hương hoa. Hương hoa. Còn cái bên này nó sẽ là hương anh Thành lên thử nữa anh. Lên về trái cây. Chuyên gia này. Cho anh thử anh là đi. Đây đây. Hương trong này ở đâu? Này. Sơn La. Là nó là một cái không còn phần chủng nữa. Mình pha pin mình sẽ xay thô gì. Dạ, nó còn máy. Nó còn tùy thuộc vào cái kết cấu của pin thôi. Anh cứ phải làm sao mà anh xay ra cái bộ pin nó có một bút. Ok. Sau đó thì anh sẽ tại vì pin nó là thủ công rất nhiều. Sơn La hình như cũng là vùng đầu tiên tại đây. Người Pháp mang ra là cầm phía Bắc trước. Sau đó thì chỉ còn Sơn La, Điện Biên là có thể được sống sót được. Cái vùng cao thì trên mới là cũng không có phải sau này họ mới bắt đầu trồng dần của phía Nam. Đức là người quê ở đâu vậy? Bắc nhưng mà không có gốc là Bắc đâu. Quê gốc Hoa này. Cái đi cà phê khoảng khi còn mini hơn đúng không? Nó không nhiều vậy. Đúng rồi, là làm pha phim cho nên là có nó đập lên một chút để cho nó ra cái sự tăng. Đây là pha từ đấy. Có cái chua, đắng, có cái thơm, nằm lên thôi. Thế là em không dám nói là đúng rồi. Đây là khu của chúng ta là sai. Nhưng mà nó có những cái vị mà nó không thể không muốn. Đúng rồi, là được rồi. Anh học cũng được rồi. Vậy em, hôm nay anh thử một tí vào bốc xa đi. Về nguyên tắc khoa học, cứ một gam cà phê đậu tối đa 2 gam nước. Đây là đây mình góp tối đa 30 gam thôi. Thì ví dụ như ở nhà. Ví dụ ở nhà anh có cái cân ấy, thì anh sẽ cân một lần để anh biết cái lượng. Khi anh quen rồi thì không cần, ví dụ như mình có thể cái cà phê khi mà mình ném rồi nó không thể nào nó chảy nhanh được à, nhưng mà nó lại mang theo những cái vị khác và cà phê thì em thực ra là trước đây khi mình uống ra cà phê rồi anh góp 30 gram nước đi. Nhưng mà góp một lần là 30 gram. 30 gram. Dạ, là để ủ đó. Pha phin là quá trình ủ là quá trình quan trọng nhất. Tại vì nó chiết xuất bằng anh góp đều. 30 gram nước thôi. 30 gram. Chưa, bên góc nữa này. Bên góc này đều. Rồi, ok. Rồi 1 phút. Quá trình ủ cà phê ủ bao nhiêu phút anh? 1 phút. À, cái đồng hồ đếm ngược. Mày mua thêm một cái đồng hồ. Bên này là đồng hồ đếm ngược. Mày mua uống xanh điệu. Cái đồng hồ đếm ngược này nhiêu anh? Đồng hồ này nhiêu? À, lúc nãy em bấm nó hơi sớm. Lúc nãy em bấm sớm 20 giây. Đúng rồi. Mua thêm một cái đồng hồ nữa. Cái này là cái cân. Cái này là mấy rang mỏng. Cái dòng này khoảng bao nhiêu tiền? Cái này là 30-40 rồi đó. Mỗi lần ra cái này anh Thành hỏi thôi chứ em muốn mà phải đá. 300 gram. Đang đi một mẫu. Cái này gọi là để mình, tại vì trong quá trình chế biến á, mình phơi rất là nhiều mẻ. Thế thì xong một mẻ ăn test nhanh nữa xem là chất lượng không. Tôi hỏi to đây để cho mọi người được nghe ạ. Không, đang hỏi công thức khoan. À, cho em hỏi là em có cà phê nóng bình thường thì em sẽ chán tất cả những đồ để nóng, sau em để cái này nhờ với chị, sau em cũng đổ vào nếu chờ 3 phút thì cà phê sẽ nguội, thì cái ly này cũng là bắt đầu bớt đi rồi, nhưng mà em muốn nóng thì em có thể cho vào microwave không ạ, hay là ngâm vào một cái ly nước nóng cho nó nóng hơn? Pha phim nó là 15 gram cho cái ly cà phê này vào một cái ly to hơn và đặt số là nước nóng và cách thủy, thì cái phương pháp nước nóng và cách thủy đó
espresso xay ép thì nó mới được rất nhiều không. Chiết xuất cà phê nó chỉ lấy từ 18 đến 23% là cái khoảng chất ngon nhất có trong cà phê thôi. Cho dù anh chiết xuất bằng cách gì cũng vậy. Nhưng mà espresso là bạn bột rất là mịn, cộng với cái việc mà bạn gọi là phải áp suất nó đi qua trong một thời gian ngắn, thì là espresso là cái cách mà chiết xuất cái tỷ lệ tốt nhất trong tất cả cái tách. Và ví dụ như pha phin anh thấy cái lượng nước thôi, vô cho khách hàng lắm. Giờ chuyển làm vlog cà phê xe bảo ngoài nó chát nhiều hơn so với lại những cái tiệm cà phê mà pha phin cũng là những tiệm ngon thôi, không phải bình thường đâu. Mình thấy cả nó hai cái nó có một cái khác nhau, mình không phải là do cái độ nén nó lấy được nhiều hay là ít. Chát là một cái vị không mong muốn trong cà phê. Chát nó đến những nguyên nhân sau: thứ nhất từ trái xanh, thứ hai là những cái trái bị lỗi rang nó bị cháy nó cũng chát, thứ ba là có thể là chiết xuất không tốt, rang bị lỗi cũng chát. Cái ví dụ chiết xuất mà bình thường đến cái đoạn 18 hay 23% là nó ngon rồi, thế chiết xuất thêm nữa thì sau đó bắt đầu xuất hiện những cái chất có trong cellulo nó tạo ra vị chát. Lý do lớn nhất của chát là đến từ trái xanh, cà phê chất lượng. Với lại mình cảm giác cái mùi thơm như mình đang ngửi này rất rất thơm, nhưng mà nếu mà khi mà mình cũng ra ngoài tiệm mua cà phê bột về chúng ta cũng 200 mấy ký mà nó mình không bắt gặp những cái mùi nó như vậy. Không biết là mấy ký hai trăm mấy là cà phê khá rẻ, tại vì cũng có những cái cà phê bán có trăm mấy mà mình không mua mà rõ ràng nó không có nhiều luôn. Ví dụ trong cái vườn họ hái Phai Robusta, hái những trái chín thôi, bây giờ hái trái xanh đó, thì bây giờ Phai Robusta ít khi nào mà dưới 600, khi nào dưới 600. Chỉ là Arabica mà loại thường, em nghĩ Arabica này bán tầm mình mua đúng không? Cà phê bì mua đồ sơ hai mươi 200 ngàn là rất nhiều. Em uống Arabica specialty đặc sản tầm hơn 1 triệu mấy 2 triệu/ký, không có nhau rồi. Nhiều. Arabica Sơn La đang bán bao nhiêu ký? Đang bán bao nhiêu ký vậy chị? Sơn La đang bán bao nhiêu? Bây giờ lúc này mình uống từ dưới đây lúc này mình thấy nó khá chua. Bây giờ mình sẽ làm có một vài ít vị chua ở họng. Nghĩa là em cảm thấy nó không cân bằng. Thấy là nó hơi chua quá với em, nó cảm thấy là vị ngọt nó chưa tới. Mình thấy cái ly nó không cân bằng. Thì mình sẽ tìm cách mình pha cho nó cân bằng hơn. Cái quá trình chậm rồi, rồi. Mình còn uống đi nó còn lâu nhưng mà như cái ly lúc nãy em uống em thấy không hài lòng, mình sẽ ủ lâu hơn một chút. Cho nước chảy qua nhanh hơn. Chậm hơn chứ. Tại vì trong chiết xuất cà phê nó trải qua 4 quá trình. Đầu tiên axit đi trước, sau mới đến là cái chất caramel, xong đến đường. Vừa rồi mình cho chiết xuất nhanh quá, nó là axit nhiều quá, nó thiếu đường. Bây giờ mình cho bắt đầu mình thiếu đường. Chúc anh thử đi rồi. Ở trên hàng này em cũng tại vì bạn anh cho anh pro phải rồi biết bao nhiêu là bạn anh có vườn thôi nên là ngoài trồng như thế này trồng bao lâu cái men của cà phê cố mình lấy cái ngọt và cái trái cây của cà phê lên nên cà phê này nó sẽ có hai cái công, chỉ là công mùi dầu thơm cây cay cộng với cả hương trái cây khô. Em đang chuẩn bị ra ạ. Vâng. Ok. Vâng. 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 Vâng.